À, trong cái project này thì mình cũng sẽ chia nó ra theo tên từng cái block. Mỗi phần như thế này mình tạm gọi là block này. Được chưa? Và mình sẽ đặt cho nó phù hợp. Ok chưa các bạn? Thì tạm thời các bạn chưa cần nghĩ đến chuẩn vụ, bởi vì quá nhiều thứ vào trong đầu ngay lập tức các bạn cũng sẽ không thể nhớ hết được, mà nó sẽ làm cho các bạn bị rối nữa. Thì chúng ta cứ focus vào từng cái thành phần trên trang. Đây rõ ràng là header rồi, trong đây rõ ràng là menu rồi. Đấy, thì những cái này nó rất là simple thì ai cũng hiểu được. Được chưa? Đây rõ ràng là banner, hoặc là các bạn để là slider, kiểu kiểu như vậy. Đây rõ ràng là danh sách sản phẩm. Đây, được chưa? Đây rõ ràng là những thông tin liên quan đến shipping. Đấy, giao hàng các thứ. Đây là promotion, quảng cáo các thứ. Sale, được chưa? Chiến dịch sale. Còn đây vẫn là sản phẩm, được chưa? Đây là form, brand name chẳng hạn như vậy. Đó. Thì chúng ta sẽ đặt tên, tức là chúng ta sẽ đặt tên dựa vào từng thành phần của màn hình các bạn nhé. Chúng ta sẽ dựa vào từng thành phần của màn hình. Ok chưa? Để chúng ta đặt tên cho nó phù hợp. Chúng ta sử dụng class ID hay là tên thẻ cho nó phù hợp. Được chưa? Rồi, thì buổi hôm nay chúng ta sẽ tập trung dựng cái giao diện này, và chúng ta sẽ sử dụng Flexbox ở trong CSS để chúng ta dựng nó. Đồng thời chúng ta sẽ sử dụng Meta Query để chúng ta ứng dụng vào chuyển cái giao diện mà chúng ta vừa dựng cho màn hình là desktop để chuyển nó về mobile. Được chưa? Và mình sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể để chúng ta có thể hoàn thành được cái giao diện này. Được chưa các bạn? Đó. Thì chúng ta có video quay lại rồi, nên là một là các bạn cần hỏi thì các bạn cứ trong quá trình mình làm thì các bạn có thể hỏi luôn, hoặc là các bạn có thể xem lại video nữa. Rồi, thì đầu tiên chúng ta đã có phần resource ở đây rồi. Phần resource ở đây chúng ta đã có những cái mà chúng ta cần rồi. Được chưa? Đó chính là hình ảnh. Bây giờ chúng ta tạo ra một thư mục CSS và chúng ta tạo ra một file. Chúng ta tạo ra một file. File đó là gì? Thì file đó chúng ta đặt là index đi. index.html. Cái giao diện này sẽ là cái mà chúng ta sẽ sử dụng. Cái mà chúng ta sẽ sử dụng sau này chúng ta làm cho phần JavaScript các bạn nhé. Mua hàng rồi là check out các thứ đấy, thì chúng ta sẽ ứng dụng JavaScript vào để chúng ta làm. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái trang như thế này. Project CSS. Được chưa? Đó. Chúng ta sẽ để một cái, mình sẽ khai báo luôn. Các bạn biết là để sử dụng responsive thì chúng ta sẽ phải khai báo cái gì? Chúng ta sẽ phải khai báo một cái meta, đúng không? Meta ở đây nó sẽ là cái meta với cái name là view viewport như thế này. Được chưa các bạn? Và cái context này, cái content này của nó sẽ là, nó sẽ phải là cái width define. Được chưa? Cái width define này là cái để chúng ta quy định khi mà chúng ta làm responsive. Đây, width define. Khi chúng ta làm responsive initial scale, cái này nó thường là sẽ là 1.0, scale sẽ bằng 1.0. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Thì cái này để chúng ta sử dụng được cho responsive. Ok chưa? Và nó sẽ nhận cái thuộc tính media query khi mà chúng ta resize cái trình duyệt. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một file CSS. Style.css. Chúng ta sẽ nhúng file CSS của chúng ta vào thông qua thẻ link như thế này. Thì đây đường dẫn này sẽ là CSS và đây sẽ là style.css. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi định nghĩa. Thì như mình nói đấy, chúng ta sẽ định nghĩa từng cái thành phần trên trang này. Thì đầu tiên mình sẽ tạo đưa vào đây một cái header. Thì các bạn biết là cái trang này mặc dù có một số thành phần nó sẽ tràn toàn trang như thế này, tràn toàn màn hình như thế này, ví dụ banner là nó sẽ rộng 100% so với trình duyệt này. Đó, nhưng phần product các thứ này các bạn nhìn này, nó sẽ chỉ nằm trong cái phạm vi này thôi. Đó, tức là nó vẫn có một cái khoảng cách với trình duyệt bên trái và bên phải. Được chưa? Đó, cái này thì nó lại tràn toàn màn hình, cái này thì lại không, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì cái nào mà có không tràn màn hình ấy, thì chúng ta sẽ đưa nó ra giữa màn hình, dùng một cái thẻ bao nó để đưa ra giữa màn hình. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thẻ có tên là container chẳng hạn.
Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ định nghĩa cho header. Thì header của chúng ta, header chúng ta sẽ đặt luôn một cái ID cho nó. Ví dụ như là header chẳng hạn, giả sử như vậy. Rồi, trong header này chúng ta sẽ có một cái class là container. Container, và chúng ta sẽ có một cái class là logo, một cái thẻ logo để chúng ta chứa thẻ logo, và chúng ta sẽ định nghĩa một cái thẻ link để chúng ta Suntech Việt Nam, một cái thẻ liên kết ấy, để chúng ta kích vào thì nó sẽ ra trang chủ chẳng hạn, thì đây sẽ là Suntech Việt Nam, giả sử như vậy. Ok chưa các bạn? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có thành phần ở bên trái. Đây các bạn nhìn thấy là chúng ta có thành phần ở bên trái chính là cái menu. Ok chưa? Đây, thì chúng ta sẽ có một class là menu như thế này. Được chưa? Trong menu thì chúng ta sẽ có ULLI. Đây. UL này. Chúng ta LI và có các thẻ A. Ví dụ như chúng ta để là home này. Chúng ta có các thành phần. Đó, woman, man, kiss. Đây. Woman. Đây chúng ta sẽ là man. Đây sẽ là kids. Được chưa các bạn? Jewelry. Đây thì chúng ta sẽ là cái này. Được chưa các bạn? Đó. Và cuối cùng nó có một cái accessory. Đây. Như thế này. Đó, ok chưa? Chúng ta có menu này. Ở bên phải này chúng ta sẽ là cái gì? Một cái form search cũng như là một cái toolbar. Đó, thì chúng ta có thể đặt tên cho nó là cái gì cũng được. Ok chưa? Thì có nghĩa là trong cái menu này chúng ta sẽ có thêm một cái div nữa. Ví dụ anh để là một cái sidebar chính là cái mà sau này chúng ta xử lý cho cả mobile đấy. Được chưa? Và trong đây thì chúng ta sẽ có thẻ A. Thẻ A này chúng ta sẽ có một cái image như thế này. Đây, chúng ta đã cắt ảnh image này rồi. Cast, đây, chúng ta có một cái cast này. Đây, thấy chưa? Thì anh sẽ để nó như sau. Thẻ A này anh sẽ nhúng một cái ảnh vào trong cái thẻ A này của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái class là icon cast. Đó, được chưa các bạn? Và trong đây chúng ta sẽ nhúng cái image vào. IMG sẽ là cast icon như thế này. .png. Đó. Được chưa? Cast icon .png. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái nữa cho thẻ A này là thẻ spend. Chúng ta lưu số sản phẩm vào. Ví dụ như là 5 chẳng hạn. Đó, tức là một cái icon cho cái này này. Một cái thẻ A cho cái này rồi. Đó, thì icon cho cái này kiểu như vậy. Và trong đây chúng ta sẽ lấy ra các thẻ A khác. Đó, tại vì anh đang cắt ảnh ở đây rồi. Icon cast này. Đó, một cái gọi là search icon đây. Chúng ta đã lấy cái này ra. Đây, thì chúng ta sẽ đưa nó vào search icon. Cái này sau này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phông nhé. Đến khi mà chúng ta học về phông thì anh sẽ nói cho các bạn về cái này, được chưa? Rồi, và cái cuối cùng nó là cái menu như thế này. Chúng ta chạy thử cái trang này lên thì các bạn sẽ tạm thời nhìn thấy như thế này, được chưa? Cái ảnh đầu tiên, cast icon này nó đang bị sai. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta nhúng được như thế này, được chưa? Rồi, đấy là tạm thời xong phần header này, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta xuống phần banner thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Phần này anh sẽ viết hết CSS này, viết hết HTML trước đi. Phần banner thì chúng ta sẽ có một cái section đây. Được chưa? Có ID là slide như thế này. Slider. Ok chưa các bạn? Slider của chúng ta trong đây, chúng ta sẽ có một cái class là slider item, tức là có các thành phần bên trong slider này. Được chưa? Chúng ta sẽ có H2, ví dụ chúng ta để cái tag kia, the best, sau đó ở dưới mình sẽ thêm một cái thẻ
small đây, cho cái e-commerce này, được chưa? Thì chúng ta sẽ đưa cái thẻ small đấy vào e-commerce đó, được chưa các bạn? Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái ảnh cho banner, nó sẽ là img. Chúng ta sẽ lấy cái banner đó ra, nó là banner.jpg kìa. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được cái nội dung này. Đó, kệ nó đã, nhìn chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần nào? Thì chúng ta sẽ đến cái phần danh sách sản phẩm này. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy danh sách sản phẩm ở đây, với danh sách sản phẩm ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể dùng chung được nhé. Chúng ta phải set ad chung được cho nó, được chưa? Đây, ok chưa? Thì chúng ta muốn dùng chung, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Tạm thời đây chúng ta cũng sẽ định nghĩa ra một cái section đã, được chưa các bạn? Bestseller như thế này. Đó, trong bestseller này chúng ta sẽ định nghĩa một cái container. Container ở đây sẽ là gì? Header chúng ta cũng có container rồi. Thì đây chúng ta sẽ có container. Và trong container thì mình sẽ dùng ULLI. Được chưa các bạn? Mình sẽ dùng ULLI để chúng ta làm gì? Để chúng ta định nghĩa danh sách các sản phẩm. Thì cái UL này chúng ta sẽ đặt một cái class, ví dụ như mình để là danh sách sản phẩm này. Đó, tức là đây là cái bao toàn bộ danh sách sản phẩm, được chưa? Trong cái LI này thì chúng ta sẽ định nghĩa các sản phẩm, ok chưa? Tuy nhiên cái LI đầu tiên của danh sách sản phẩm này nó lại không phải thông tin sản phẩm, mà nó là một cái thông tin, một cái thông điệp gì đấy. Mình sẽ để là H2 ở đây, bestseller như thế này, được chưa? Sau đấy là chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ gọi là small. Thẻ small này mình sẽ lấy cái tag ở ngoài này để mình đưa vào đây, được chưa các bạn? Thì cái đoạn văn bản này nó sẽ là tag này đó, ok chưa? Đó, còn ở trên này thì sao? Trên này nó sẽ là cái tag này đây, mình sẽ copy nó ra các bạn nhé. Đây, ok chưa? Thì mình sẽ copy nó như thế này, nó vào small như thế này, ok chưa các bạn? Tương tự những cái khác thì chúng ta sẽ đặt một cái ảnh cho nó img, được chưa các bạn? Ảnh ở đây sẽ là p1.jpg, ở phía dưới nó sẽ là liên kết để chúng ta lấy ra tên sản phẩm này. Đây, ok chưa? Mình sẽ đưa tên sản phẩm vào đây như thế này. Và ở phía dưới nữa chúng ta sẽ đưa cái phần gọi là giá sản phẩm $20 này. Và được chưa? Ok chưa các bạn? Còn ở đây thì sao? Còn ở đây thì sao? Ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ div nằm ở trong thẻ LI. Đó, thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái div có class ví dụ là buy đi. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ định nghĩa nó như thế này. Trong đây chúng ta sẽ có các thẻ A. Các thẻ A, được chưa? Và thẻ A này, mỗi thẻ A chúng ta sẽ có một cái class, ví dụ S2Cast. Giả sử như vậy, mình sẽ để một cái khoảng trắng như thế này. Đó, ok chưa? S2Cast, S2Favorite. Đó, và compare. Thì đây mình sẽ là favorite, và một cái mình sẽ để một cái i class là compare như thế này. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta chỉ việc nhân nó lên thôi. Thì chúng ta sẽ nhân nó lên. Sản phẩm số 2. Đó, sản phẩm số 3. Thì từ sản phẩm số 2 trở đi, nó sẽ giống nhau như thế này các bạn nhé. Đây, nó sẽ giống nhau như thế này. Nên ở đây mình sẽ copy luôn. Đó, thì khi chúng ta làm giao diện tĩnh ý, thì chúng ta làm để phục vụ cho ông backend sau này đủ dữ liệu ra, nên là các bạn sẽ phải làm chuẩn chỉ luôn. Ông backend sau này sẽ không phải động vào CSS nữa, được chưa? Đây, chúng ta chạy phần này lên thì chúng ta sẽ được cái list sản phẩm này, 1, 2, 3, 4. Rồi, tạm thời như vậy nhá. Rồi, chúng ta đi tiếp. Thì chúng ta có mấy sản phẩm rồi?
1 này, 2 này, 3, 4 này. Chúng ta phải có 5 sản phẩm cơ. Có nghĩa là đây, chúng ta sẽ có này. Cái LI đầu tiên, LI thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Đó, chúng ta sẽ copy thêm. Đó là cái thứ năm. Đây, ULLIAP by. Như thế này. Ok chưa các bạn? Rồi, chúng ta sẽ có danh sách này. Đó. Bây giờ tiếp tục, chúng ta xong phần best seller rồi, rồi này. Các bạn xong phần best seller thì các bạn vào phần shipping. Thì shipping ở đây nó là gì? Nó là một cái section và nó nằm ở trong một cái container. Container nó sẽ rộng đến đây thôi, như thế này thôi. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ để một cái section nữa. Section ví dụ mình để là shipping luôn. Đó. Ok chưa? Thì cái shipping này của chúng ta nó sẽ có một cái div container như thế này. Đó. Trong container chúng ta lại có ULLI để chúng ta lấy ra danh sách những cái gì? Danh sách những cái ảnh icon kia. Ví dụ ở đây mình sẽ để img này. img được chưa? Thì nó là các cái này. Được chưa các bạn? Quay trở lại đây, chúng ta sẽ paste cái ảnh vào. Đó, và chúng ta sẽ có một cái H2. H2 nó đại diện cho cái tag này. Cũng lười gõ các copy cho nhanh. Đó, chúng ta sẽ có cái tag này và chúng ta sẽ có một cái thẻ gọi là small, nó nằm ở bên dưới từng cái tag này. Được chưa? Đó. Ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ copy. Bốn, có bốn cái tương ứng từ 1 cho đến 4 như thế này. 3 và 4. Khi mà các bạn làm ấy, nếu các bạn làm cho khách hàng ấy, thì các bạn sẽ phải lấy chính xác từng cái tag này này. Được chưa? Lấy đúng chính xác từng cái tag. Cái họ cần là sự chính xác. Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như thế này. Giả sử như vậy. Ok chưa? Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có cái tag 30 day return này. Trả hàng trong vòng 30 ngày à? Đó. Rồi một cái gọi là đây là policy we offer. Đó, thì mình copy xuống đây. Được chưa? Cuối cùng chúng ta sẽ có cái phần tag ở bên này. Đây. Ship nhanh nhất trong vòng 2 ngày à? Đó, ok chưa? Thì những thông điệp như thế này thì người dùng cũng đọc xong họ cũng cảm thấy là à, yên tâm mua đây được. Đó, rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái phần này. Được chưa các bạn? Đó, kết thúc cái phần shipping nhé. Rồi, next. Đó, mình sẽ làm như thế này. Từ lần sau các bạn làm, các bạn cứ theo cái hướng phân tích như vậy. À, chúng ta sẽ xuống phần nào đây? Chúng ta sẽ xuống phần promotion. Được chưa? Phần promotion thì mình sẽ tạo ra một cái section. Được chưa? Là promotion. Có ID là promotion. Được chưa? Trong đây chúng ta sẽ có một cái div. Có class là container như thế này. Được chưa các bạn? Mình cũng sẽ có danh sách ULLI như thế này. Mỗi cái LI này của mình nó sẽ là một cái ảnh. Có lẽ là mình sẽ để như thế này luôn. IMG. Được chưa các bạn? Mình sẽ có một cái promo một kia kìa. .png. Đó, chúng ta sẽ có ba cái thì nó sẽ tương ứng là 1, 2, 3. Đây. Lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thêm cái ảnh promotion. Vì cái ảnh này của nó đang có màu trắng nên các bạn sẽ không nhìn thấy đây. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Nó là màu trắng. Tạm thời kệ nó đã. Rồi, chúng ta xong phần promotion. Tiếp tục quay trở lại đây. Thì phần product này thì sao? Phần product này như mình nói là chúng ta phải kế thừa được đúng không? Đây gọi là future product này theo đúng màn hình này. Chúng ta sẽ có một cái section có ID là future product như thế này. Ok chưa? Rồi, sau đó trong future chúng ta có một cái H2 lấy đúng theo cái tag này các bạn nhé. Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái thẻ con ở đây. Thẻ con này của chúng ta nó sẽ đại diện cho cái tag này. Là thẻ small đây, các bạn có thể để thẻ gì cũng được. Mình sẽ để thẻ small đây cho nó có ý nghĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái div container ở đây.
Được chưa? Thì phần product list lúc này sẽ là gì? Phần product list thì mình sẽ lấy theo cái product list ở trên này. Sẽ là UL product list này. Được chưa? Mình sẽ copy xuống đây cho phần container. Nó sẽ như thế này được chưa các bạn? Bạn đóng thẻ UL lại. Chúng ta bỏ cái thẻ đầu tiên đi. Đó. Ok chưa? Check tag ở đây xem đúng chưa? Thì mình sẽ lấy theo đúng cái tên sản phẩm ở đây. Đó, chúng ta sẽ có tên sản phẩm đây như thế này. Được chưa các bạn? 250 ở đây nó chính là giá sản phẩm, còn mọi thứ vẫn giữ nguyên. Được chưa? Lúc này chúng ta sẽ nhân nó lên. 2 3 4 5. Đồng thời chúng ta sẽ đổi cái sản phẩm product này, nó sẽ là ảnh này. Giả sử như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ đổi nó lại. Ví dụ như đây sẽ là B3. Thì mình sẽ copy, mình sẽ đổi ở đây sẽ là B3. Đó. Chúng ta cứ đi phân tích như vậy các bạn nhé. Các bạn cứ phân tích xong làm tổng thể rồi thì sau này thiếu những cái nhỏ nhỏ các bạn có thể vá vào thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi mà các bạn làm xong phần này rồi thì chúng ta sẽ xuống đến phần dưới này. Được chưa? Phần dưới này chúng ta tạm gọi là footer đi, hoặc là gọi là brand đi. Đây. Phần này các bạn có thể đặt là gì cũng được. Ở đây thì nó sâu phần brand name và một cái gọi là đăng ký để nhận thông tin discount chẳng hạn. Thì tạm thời mình sẽ đặt một cái section ở dưới đây. Ok chưa? Section này sẽ có ID là gì? Section này của chúng ta sẽ có ID là brand, các brand như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái list. Tí nữa thì quên. Trong cái tag này thì chúng ta sẽ bên cạnh nó có một cái form nữa các bạn này. Nhìn thấy không? Thì chúng ta sẽ xử lý cho cái form này nữa này. Đó, thì form này chúng ta sẽ đặt một cái dùng chính cái thẻ form này làm một cái khối để bao rồi. Ok chưa? Chúng ta sẽ có input có tag là text với thông tin gì nữa. Chúng ta có một cái placeholder ở đây nó sẽ là gì đây? Đây, email address như thế này. Đó. Ok chưa? Và chúng ta sẽ có một cái button. Một cái button nó sẽ là get coupon. Nào. Đó, nó sẽ như thế này. Ok chưa các bạn? Rồi, get coupon nào. Như thế này. Được chưa? Cuối cùng chúng ta sẽ có một cái phần ở bên phải các bạn nhé. Phần ở bên phải, bên trái là discount thì bên phải nó sẽ là brand. Thì chúng ta sẽ có một cái class như thế này. Brand, danh sách các brand thì chúng ta sẽ dùng ULLI. Được chưa? Thẻ A liên kết. Kích vào mỗi brand thì chúng ta sẽ phải link đi đâu đó. Chúng ta có một cái ảnh brand, nó là cái ảnh này. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái CSS Bright để chúng ta, kỹ thuật Bright đúng không? Để chúng ta lấy từng ảnh trong cái khối ảnh kia. Được chưa? Cuối cùng chúng ta có cái gì các bạn? Cuối cùng thì chúng ta sẽ có section này. Đây. Chúng ta chưa đóng cái điểm. Sao nó đóng đến đây nhỉ? Section. À rồi, do cái này. Đó. Đó, chúng ta sẽ đóng được cái này, được chưa? Cuối cùng chúng ta sẽ có một cái footer cho phía dưới. Footer thì đơn giản rồi. Các bạn nhìn thấy chúng ta cứ chia hai cái này ra, bên trái và bên phải, được chưa? Chúng ta có một cái class gọi là đây, anh đặt như thế này là theo cái thói quen của anh. Nếu mà đặt như thế này thì nhiều bạn nhìn vào thì sẽ không hiểu, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn vào giao diện sau đó nhìn vào code thì các bạn sẽ biết là sẽ hiểu được cái chỗ mà mình đang đặt đây là gì, kiểu như vậy. F-right. Đó, được chưa? Thì trong F-right này chúng ta sẽ có danh sách cái gì, chúng ta sẽ có danh sách những cái brand liên quan đến thanh toán kia, được chưa? Chúng ta sẽ có bốn cái như thế này.
À, 5 cái. Đó, nó tương đương với những cái này được chưa các bạn? Rồi. Ok, vậy là chúng ta đã xong được phần HTML, những cái mà chúng ta cần. Được chưa? Sau khi mà các bạn định nghĩa xong HTML thì chúng ta sẽ có cái phần này. Chúng ta có được cái nội dung nó vỡ bung bét như thế này các bạn nhé. Bây giờ công việc của chúng ta là chúng ta cần phải đi định nghĩa CSS cho nó. Định nghĩa CSS cho từng cái thành phần này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nó các bạn nhé.